Chúa dâng lên của lễ tình yêu, dâng lên của lễ toàn thiện. Con linh mục con nào có công trạng gì mà dâng lên Chúa? Con nào biết lấy gì để dâng thanh lễ mỗi người? Chúa đã gọi và đỡ nâng con, xin cảm tạ hồng ơn. Từng ngày con tuyên dâng lời kinh, con cất cao lời tụng ca, vinh danh Thiên Chúa là Cha. Câu kinh vọng khắp gần xa, con linh mục sớm chiều sống trong kinh nguyện chọn niềm. Từ năm nay các đức cha trong Giáo Tỉnh đã chọn Thanh Hóa và Thái Bình để phục vụ hơn 1.300 linh mục trong 16 tỉnh. Và hôm nay từ ngày 9 đến 11 tháng 5, trường huấn được một giáo phận Thái Bình chúng con hân hoan được đón đức hồng y, quý đức tổng, quý đức cha và gần 700 cha đến từ 25 tỉnh thành của miền Bắc. Với tất cả lòng yêu mến và trân quý về sự hiện diện đặc biệt này, giáo phận cho tổng đại diện của giáo phận Thái Bình Francisco Assisi Nguyễn Tiến Tám sẽ đọc diễn văn chào mừng. Chúng con kính xin mời cha cậu. Đồng kính được cùng với tổng giáo hội Hà Nội, đồng kính quý đức cha, kính thưa quý cha tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ tùng sinh, quý viên chức hội đồng mục vụ giáo phận và quý khách. Hôm nay đông đủ đại diện cho mọi thành phần dân chúa trong giáo phận Thái Bình, quy tụ về đây để đón chào và chào mừng quý đức cha và quý cha. Cùng với đoàn thể giáo hội khắp toàn cầu các dân hoan vui mừng trong bầu khí ủng hộ phục sinh, mọi người đang cùng nhau hát Alleluia, mừng Chúa đã sống lại. Niềm vui đó được nhân lên gấp bội với giáo phận Thái Bình chúng con. Hôm nay được đón chào quý đức cha và quý cha trong giáo tỉnh Hà Nội. Phần thường huấn linh mục tại Thái Bình năm nay là niềm vinh hạnh lớn lao, một sự kiện trọng đại đối với giáo phận Thái Bình chúng con. Trong tuần qua, nhất là trong tuần này, giáo phận chúng con đã cầu nguyện cho cuộc thường huấn linh mục, xin Chúa phục sinh và thánh thần của Ngài hướng dẫn quý đức cha và quý cha thu được những thành quả tốt đẹp nhất để phục vụ toàn thể dân chúa trong giáo tỉnh Hà Nội. Trong giờ phút hân hoan vui mừng này, mọi thành phần dân chúa trong giáo phận Thái Bình chúng con xúc động và cảm nhận được sự gần gũi mật thiết trong vòng tay yêu thương của mẹ hội thánh. Vì thế chúng con ai cũng muốn nói lên lời chúc mừng quý đức cha và quý cha, nhưng thời gian không cho phép. Chúng con xin gửi gắm tất cả lòng kính trọng, chiều mến và lòng biết ơn của chúng con trong nắng hoa tươi thắm. Kính xin Đức Hồng Y, quý đức cha và quý cha vui nhận tấm lòng thành của chúng con. Chúng con xin kính mời Đức Hồng Y, tổng giám mục tổng giáo phận Hà Nội lên nhận hoa. đình miền Bắc này gửi lời cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho tất cả những liên đoàn để giáo phận Thái Bình được mọi ơn lành cầu sát, và cũng như công trình và tất cả những đoàn thể giáo phận đã xây dựng nơi đây để làm chứng sự tiến bộ vượt bậc của giáo phận Thái Bình. Chúng con xin cố gắng cho giáo phận sẽ đạt được tiến đó, tiến lên để nhờ đó mà tất cả các giáo phận khác chúng con cũng được nhờ, như cái lần chúng con được nhờ sự giúp đỡ của Đức Cha và giáo phận trong dịp này. Và giờ đây con không dám nói chuyện dài hơn, xin Đức Cha chủ nhà Thánh Pháp bữa ăn đã thông qua. Xin cảm ơn những lời cảm ơn của thánh giả, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lành Chúa, chúng con vui mừng tạ ơn Chúa cái vô đơn mà là Chúa thương tâm cho chúng con, cái yêu ơn phục sinh sống lại của Chúa. Xin Chúa ban cho những ngày từ muốn của toàn liên bang toàn giáo phận Hà Nội được tràn đầy ơn sự của Chúa, và mỗi anh em linh mục chúng con nhiệt thành cố gắng để trở nên linh mục như lòng Chúa mong ước. Xin Chúa trả công cho tất cả những ai đã giúp cho chúng con tổ chức công việc này. Anh em cứ ăn hôm nay, trong khi còn nhiều người nghèo đói không thiếu trên thế giới không có được bữa ăn như chúng con. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con